Rồi các bạn nhớ nha, in là cộng với gì? In là on cộng thứ on cộng thứ cộng ngày on new year day on monday new year day là gì con? Năm mới, năm mới. Câu 2, in cộng tháng, in cộng mùa, in cộng năm, in the morning, in the afternoon, in the evening. At cộng giờ, at night, at noon, at midnight, at cộng ngày lễ, ví dụ at Easter, at Christmas, rồi at the weekend. Rồi, câu bài số 6. 8 giờ sáng gì? 8 giờ sáng hết. 141 sách học sinh con. Sách học sinh. Rồi. Không. Con nào? Sách học sinh mà sao là sách bài tập? Đâu phải đâu. Rồi, 8 giờ thay gì? At. Buổi sáng thay gì? In the morning. 41 ta. On. Bài số 6 á. On, on. Thứ là sai. On. Buổi chiều? In. In quá dễ luôn. On. Sunday morning. On. 3 giờ chiều. At. Đi về. Rồi,